Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một chiếc xe Kenbo 5 chỗ phiên bản full option, full từ đầu đến đít luôn. Mời các bạn là theo dõi cái video này để biết được nó full option là gồm những cái gì. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kenbo Mỹ Đình, ô tô thiện nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một chiếc xe Kenbo 5 chỗ màu đen phiên bản full option. Một phiên bản full option thật sự, chứ không phải là một cái phiên bản full option như trước đây mình đã từng làm video. Full option ở đây nó gồm những cái gì? Nó từ cái ốp la răng, các bạn nhìn thấy không? Từ cái ốp la răng cho tới các cái chi tiết nhỏ là tay nắm cửa cũng được làm lại. Đây này, đây, mời các bạn nhìn này, tay nắm cửa này. Đấy, tay nắm cửa này cũng được ốp cái để chống xước vào. Đấy, rồi đến đèn chân. Và đặc biệt là cần số. Các bạn đã nhìn thấy cái chiếc Kenbo là có cái cần số đặc biệt như này chưa? Đèn chân cũng được đổ lại này. Đó. Xin lỗi các bạn một chút là cái checkpoint của mình nó đang hỏng. Thế mình lại quay sang quay bằng camera thường, không dùng chống rung nữa. Đấy, thì một chiếc xe full option nó gồm những cái như vậy. Thứ hai là cái kính cả. Các bạn nhìn cái kính cách nhiệt nó cũng được làm lại. Kính cách nhiệt với hai mặt, à, 5 mặt, cả mặt trước các bạn. Cái mặt trước này là chống 35% tia cực tím. Đó. Thì cái xe này thì mình chuẩn bị giao đến tay khách hàng, là một cái khách hàng mà là giáo viên Hàn Quốc. Anh cũng là một trong những người mà rất yêu xe. Đấy. Các bạn này nhìn từ cái ốp la răng bằng thép rất là xịn sò. Ốp 4 bánh luôn. Đấy, thì anh là một trong những giáo viên Hàn Quốc. Anh mua cái xe này để chở học sinh cũng như là chở phục vụ cho các cái công việc hiện tại của anh. Đấy, biển nó được ép rồi nhá. Đó. Đây là cái vali của anh này. Đấy, đằng sau nó đã có một cái tấm chắn điều hòa chính hãng của nhà sản xuất rồi. Đây là một trong những chiếc xe mà với mức giá cũng rất rẻ thôi, thế nhưng mà nó có đầy đủ các tùy chọn mà các bạn cần. Đấy, từ các cái ốp cửa này. Đấy. Rồi là đến vô lăng cần số, các bạn nhìn thấy chưa? Camera lùi, camera hành trình để chúng ta. Đây, một chiếc xe Kenbo có một cần số cực kỳ đẹp, rất là độc đáo. Ngoài ra ở đây thì còn các cái phụ kiện khác, nghe điện thoại này, rồi là vân vân sạc. Ở đây thì xe này cũng đã được bọc ghế da rồi. Đây là một trong những cái tùy chọn của một trong những cái bản full option của bên mình. Đấy, thì một chiếc xe Kenbo 5 chỗ thì vẫn nổi bật với cái công nghệ Euro, khí thải Euro 4, với cái trọng tâm là chiếc máy Baixi 1.2, công suất là 1.2 lít, dung tích là 1.2 lít, công suất cực đại là 69 kW, 6.000 vòng quay trên 1 phút cho cái lượng cho nhiên liệu khoảng 6 lít trên 100 km. Thì đây là một những chiếc xe mà trong năm 2020 này, những chiếc xe mà các bạn không thể bỏ qua nếu các bạn đang cần tìm một chiếc xe vừa chở người vừa chở hàng. Ok, nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, một chiếc xe Kenbo phiên bản 2020 hoàn toàn mới, một phiên bản thực sự full option, hãy gọi cho mình 0987733222. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Chân thành cảm ơn.